Bây giờ mình làm cái video này thực nghiệm cho các bạn nào muốn đi du lịch qua bên Los Angeles phi trường LAX mà chưa từng đến phi trường LAX á. Thì khi mà đáp xuống máy bay đó thì bây giờ là mình đang ở trong cái cổng Terminal 5 của JetBlue, hãng máy bay JetBlue. Thì đại khái là ở trong đây nó có cổng 1, Terminal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Rồi kế bên nó cũng có cái phi trường Bradley. Bây giờ mình thực nghiệm, mình đang giả sử là mình đáp, vừa đáp máy bay xuống. Bây giờ mình đi bộ ra cái cổng để mình đón cái xe buýt, để cái xe buýt chở mình đi tới cái chỗ mướn xe. Đó thì phi trường LAX nó rất là lớn các bạn. Lớn hơn nó là trong những top 5 phi trường lớn của nước Mỹ. Đó thì bây giờ mình sẽ đi bộ. Mình mô phỏng là mình vừa đáp máy bay, mình vừa đáp, bây giờ mình đi bộ kiếm cái lối ra. Kiếm cái lối ra để mình lấy kiện đồ, hay là mình đi ra mình đón xe. Đó thì mình vừa đáp máy bay xuống. Đó mình đi tới đây thì họ có cái bảng như thế này. Ok, thì đi ra cửa như thế này. Nếu mà mình muốn lấy Uber á, thì họ có những cái hướng dẫn. Còn như mà mình muốn mướn xe đó, thì mình băng qua đường. Mấy người này là đứng đón xe nè. Đây là cái cổng Arrival. Đó thì mình coi mình muốn mướn xe nào, từng xe bus nó có cái tên đó. Nếu mà mình muốn xe Nation Alamo á, thì mình nhảy lên cái xe đó. Đó thì mình cứ đứng dài ở đây. Mình khu vực này là cái khu vực mà Arrival, cổng đến. Còn Departure là mình đi lên trên. Thì lỡ như mà ở các bạn mà lái xe vô lần đầu tiên mà bị confuse, mà bị không mấy á, mà lỡ GPS nó vô mình Arrival á, có nghĩa là từ ở ngoài sân bay mình đi vô á, là nó có hai cái lối đi, một cái là đến một cái đi. Mà lỡ như mình đi lộn qua cái Arrival á, mình vẫn đi được, mình đi lên đi bộ lên tầng trên. Đây là cái khu vực mình đi lên những cái xe này nè. Họ chở mình tới tới cái chỗ mà công ty họ cho mình mướn xe đó. Tên Avis Hub. Có nghĩa
là khi các bạn lái xe vô phi trường Lax á, các bạn lỡ mà lộn á, đi cổng trên hay cổng dưới cũng được hết á. Arrival hay departure gì cũng được hết á, không có cần phải đi đi cho đúng là departure. Nếu mà mình muốn bay đi, mình đi xuống, mình đi departure hay arrival, mình đi xuống rồi mình đi lấy cầu thang mình đi lên trên đó. Còn mà muốn lấy Uber với Lyft á, đây là cái bảng họ hướng dẫn mình nè. Đó thì họ có cái xe buýt miễn phí, họ chở mình đi tới cái chỗ mà cái trạm mà xe Uber với xe Lyft á, nhưng mà mình phải đi lên cái xe buýt. Nó nói nè, chịu khó đứng đợi từ 3 đến 5 phút. Xe buýt chở đi tới cái trạm mà những cái tài xế Uber đó, người ta không có được quyền chạy tới đây. Người ta làm như vậy để chống kẹt xe đó. Thì mình phải nhảy lên cái xe buýt. Xe buýt con á. Đó, đây là cái tầng 1 arrival. Bây giờ nếu mà đi qua chợ á thì mình đi kiếm cầu thang mình đi lên tầng trên. Phi trường Lax nó lớn lắm các bạn. Mình chỉ đi một cái khu vực, một cái góc đó. Bây giờ là mình đang ở arrival. Bây giờ giả sử như mình đi lộn đi, mình muốn bay đi, mình lấy cầu thang mình đi lên, đi lên trên là departure. Cho nên lúc mà mình đi vô cổng phi trường, mình lái xe vô, mình không có bận tâm, không có bận tâm là mình đi chính xác. Cái khác là mình chạy thẳng vô departure thì mình không có cần phải xách cái vali đi lên lầu. Đó, bây giờ là mình đang ở trong cái khu vực tầng 2. Khu này là departure. Nếu mà mình có những cái kiện mà mình cần lấy đó thì mình đứng mình đợi. Còn phần đông á, đại đa số người Mỹ á, các bạn, người ta đơn giản lắm. Các bạn chú ý đi, ai cũng có một cái cặp nhỏ, có thậm chí như cái cô trước mặt mình nè, chỉ có quải cái cặp học sinh không à. Nếu mà mình muốn đi nhanh á, là mình đừng có nên gồm gà. Mình muốn đó, giống như cái bác này nè, có cái giỏ rất là nhỏ. Các bạn để ý đi, cái văn hóa của người Mỹ họ đơn giản lắm. Họ không có kình càng đồ này nọ. Thì ở đời đó, người ta có một cái câu đó: nếu mà mình muốn đi nhanh á, thì mình đừng có cổng kình càng quá. Chẳng hạn như nói về mà Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Họ chậm tiếng, họ đi lùi là tại vì thủ tục, các bạn biết không? Người ta đơn giản quá thôi. Còn cái này họ có bộ này bộ kia, nào là cơ động, nào là công an, rồi công an dự phòng, rồi công an dự bị, rồi công an nghĩa vụ đồ. Các bạn biết không, họ tìm cách, họ tìm cách giống như là họ họ có nhiều cái lớp để họ bảo vệ cái đảng của họ. Đó thì các bạn cứ nhìn đi, mọi người Mỹ này, như cái anh này nè, quải cái cặp đơn sơ. Nói chung á là mình sống ở đời đó, mình càng đơn giản quá đó thì cái bộ óc của mình nó sẽ thông minh. Tại vì khi mà mình có nhiều thứ quá, các bạn biết không, đâm ra mình phải bận tâm, mình phải lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, đâm ra mình không có cái thời gian để mình lo qua cái chuyện quan trọng đó. Cho nên ở nhà mình cũng vậy nữa, mình rất thích đơn giản, các bạn biết không. Thì khi mà mình ở trong cái căn phòng đơn giản đó, mình có dư cái thời gian ra để mình suy nghĩ cho cái chuyện khác. Còn mà mình gồm gà quá, mình có nào là cái vật chất này, cái của cải kia, mình nằm ở trên cái ghế sofa, mình phải bận tâm với nhiều thứ quá, các bạn biết không. Đó. Thì
cái câu ngạn ngữ mà người đời người ta nói đó, nếu mà bạn muốn trên con đoạn đường hành trình các bạn muốn đi á, muốn đi nhanh á, là các bạn phải đừng có cõng, đừng có gành gống nhiều thứ quá. Đó, mình mỗi lần mà mình đi đâu á, mấy cái người check á, người ta cười mỉm mỉm mình à, tại vì người ta hiểu á, lúc nào mình cũng có một cái tay ba lô đơn giản hết á. Đó, mình lỡ như mà mình đi nè, như cái ông này nè, ổng gánh nhiều quá, các bạn thấy không, ổng đi ẹ ạch nè, nhiều đồ quá nè. Còn mấy cái người mà người ta có ít đồ là người ta đi nhanh lắm. Đó thì mình đang đứng ở chỗ này là cái phi trường cổng số 5 của phi trường Lax JetBlue. Chia sẻ với các bạn nào mà chưa từng đến đó, để cho các bạn thấy sơ sơ ở trên cái màn hình.